Cây xoài cát chu có năng suất cao, dễ trồng, thích hợp với nhiều loại đất, nhất là đất phù sa ven sông Hậu. Đặc biệt xoài cát chu được trồng ở vùng đất Cồn, huyện Cù Lao Dung có vị ngọt đậm đà, mang nét đặc trưng rất riêng. So với các loại cây trồng khác thì xoài cát chu cho hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn. Và đây cũng chính là một trong những cây trồng chủ lực giúp mang lại cuộc sống sung túc cho nhà vườn nơi đây. Diện tích đất của mình hiện tại thì khoảng 6.000 mét vuông. Trước kia thì mình trồng chanh, cam, nhưng mà cái đất này thì nó có ảnh hưởng hơi nhiễm mặn, do đó là cái hiệu quả kinh tế nó không cao. Mình mới chuyển đổi qua xài cát chu. Từ khi chuyển đổi xài cát chu đến giờ thì thấy cái hiệu quả kinh tế nó rất cao, cho thu nhập rất cao, rất nhiều. Năng suất thì nó cũng đạt cũng cao lắm, cũng 80-90%. Cụ thể là cho trái nhiều, ký nhiều, rồi cái giá thành phẩm, giá thị trường cũng cao so với cái vườn trước kia. Theo anh Danh, vùng đất xã An Thạnh Nhất, huyện Cù Lao Dung rất thích hợp trồng các loại cây ăn trái, nhất là xoài cát chu. Ngoài ra, giống xoài này còn có khả năng chịu mặn, nên thời điểm 2015, khi cả vùng bị nước mặn xâm nhập sâu, nhiều loại cây trồng chịu ảnh hưởng bị thất thu, thì vườn xoài nhà anh vẫn chống chịu tốt, cây khỏe mạnh. Đồng ý là đất Cù Lao, cái đất Cù Sa nó rất là nhiều, nhưng mà mình ở đây thì nó gần biển, do đó cái nước mặn nó đưa lên thì nó cũng có ảnh hưởng chút đỉnh. Tuy trên mặt đất thì nước ngọt, nhưng mà cái dưới lòng đất thì nó có bị nhiễm mặn. Do đó là trồng những cái cây the có muối thì nó hầu như nó không chịu. Thì mình mới chuyển đổi qua cây không có muối, cây không có the, trồng xoài. Thì nói tóm lại, từ khi trồng xoài đến giờ thì mình thấy nó hiệu quả cho rất cao so với các cái cánh vườn trước chưa cải cách. Đầu tiên thì mình cũng chịu khó nắm bắt về kỹ thuật, học hỏi anh chị em gần xa đi đây nó cũng học hỏi, rồi mình rút kết lại một cái kinh nghiệm. Mình chăm sóc từ phân bón cho đến tỉa cành cho thông thoáng, rồi sau đó là xử lý thuốc, thì tóm lại thì nó cũng cho hiệu quả rất thành công. Nói về chăm sóc cây mà để ngăn ngừa cho nó không bị nhiễm mặn thì trước tiên thì cái khâu nước nôi mà quan trọng, mình giữ vườn cho nó cái mực độ nước cho đến cái mực tiếp thì nó khoảng cách là 5-6 cm, cũng như 5-6 tấc đó, là để cho nước mặn không xâm nhập. Rồi khi cái mùa mình tưới tiêu, nhưng mà tưới một canh cái thời điểm mà nước nó nước kém, mà nước không có, nước biển không có đưa lên đó, lấy cái nước thượng nguồn ở trên xuống thì mình tưới cây. Khi nước mà mặn quá thì mình hơi giảm tưới. Hiện nay, để tăng thu nhập, bà con nơi đây chọn hình thức trồng xen canh nhiều loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao như nhãn, ổi, xoài Đài Loan trong vườn xoài cát chu. Cách làm này đã giúp nhà vườn có thể khai thác tối đa lợi ích trên cùng một đơn vị diện tích. Coi như là vườn mình hiện giờ là cũng có trồng xen ổi, rồi nhãn, trồng xen canh, ổi này cũng như là mình lấy ngắn nuôi dài. Trong lúc mà xài nó chưa phát tán giáp tàn thì cái khoảng trống nó còn trống, mình thấy cũng ổn, mình trồng ổi xen canh. Rồi bên cạnh đó mình cũng có trồng nhãn đặng mình dự trù thôi. Cái kinh tế xoài thì mình thấy trước mắt nó tốt, nhưng mà cái thị trường thì mình cũng không biết sao, cho đó mình trồng cũng như mình thủ vậy thôi. Như vậy thì sau này mình có cần thì mình có thể nhãn xoài này nó không còn hiệu quả nữa thì có thể xoài nhãn nó nối lên. Khi mình chặt phá gì đó thì cái kia cũng vẫn tiếp lên, đất nó không trống. Cũng có trồng một số xoài Đài Loan cũng xen canh vô gì đó. Trong cái khoảng thì tại vì cái xài cát chu này thì cái tương lai của nó là cây xài là cây cổ thụ, mà mình trồng thì khoảng cách từ 8-9 mét
Như vậy giai đoạn đầu 1-2 năm đầu thì mình thấy cái khoảng cách thì nó trống quá, nó uổng. Do đó cũng có trồng sen xài Đài Loan theo khoảng khai cát chu. Theo anh Danh, cây xoài cát chu tương đối dễ trồng. Tuy nhiên, để xoài đạt năng suất tốt, cũng đòi hỏi người chăm sóc phải am hiểu kỹ thuật chăm sóc và các cách xử lý ra hoa kết hợp với việc giữ trái. Trong đó, chế độ bón phân đóng vai trò quan trọng. Chỉ cần thực hiện sai quy trình, xem như vụ đó thất thu. Bón phân thì giai đoạn đầu mình chuẩn bị xử lý ra hoa thì mình bón phân 16-16-8. Khi trái đã đậu hình thành cỡ ngón chân trái trở lên thì mình chia ra khoảng 2-3 đợt mình bón phân 3-16. Mình thấy cái số 3-16 này nó cho hiệu quả trái rất đẹp và ngọt. Khi mình thu hoạch xong thì mình cũng tỉa tán, rồi tưới nước, xịt phân, xịt thuốc bảo vệ thực vật cũng như là phân bón lá chẳng hạn như là 602 hay là 603 để cho cái cây nó hồi sức lại, rồi chừng nào đến thu hoạch thì mình cũng vẫn làm như mấy đợt khác bón phân như vậy như mấy đợt trước. Theo các chuyên gia nông nghiệp, với cây xoài, để trái đạt mẫu mã đẹp, năng suất cao, bà con cần bón phân cân đối. Cụ thể, tại những vùng đất phèn hoặc có nguy cơ nhiễm mặn, cũng nên bón vôi hoặc các phân bón chuyên dùng phèn mặn. Song song đó là bổ sung NPK chuyên dùng, có trung vi lượng với liều lượng hợp lý theo từng tuổi cây và từng giai đoạn phát triển. Và chú trọng nhất là giai đoạn ra hoa, thời kỳ nuôi trái. Ở đây thì bà con nông dân đã có kinh nghiệm trồng cũng 4-5 năm các loại cây trồng này rồi. Thì năng suất ở đây hiện nay cũng khá là cao. Và chăm sóc ở đây thì bà con nông dân chú trọng một số vấn đề. Thứ nhất là chúng ta nên có những cái giải pháp để xử lý một phần cái nhiễm mặn. Tại vì ở đây thì hàng năm mặc dù có hệ thống đê bao nhưng mà nó vẫn có nước mặn. Và một số mùa thì nó... Một số vụ trước thì nó nước mặn thậm chí là nó xâm nhập vào vườn. Đó thì nếu có điều kiện thì bà con dân sau mỗi vụ thu hoạch chúng ta có thể sử dụng vôi hoặc là sử dụng phân bón bằng phèn để cải tạo vườn, vừa giúp cho cải tạo pH và rửa những cái muối natri trong đất do ảnh hưởng của mặn để cho cái vườn ta tốt hơn. Song song với đó thì chúng ta lưu ý chúng ta bổ sung thêm các cái loại phân hữu cơ để cải tạo vườn và để tăng cái độ màu mỡ và giữ ổn định cho cái sức khỏe của đất. Đối với phân khoáng thì chúng ta lưu ý đối với những cái giống xoài này thì chúng ta có thể như vậy là mỗi một năm có thể thu hoạch khoảng 2 vụ hoặc là gần 2 vụ. Thì khoảng 6 tháng, hơn 6 tháng thì chúng ta sẽ có một vụ xoài. Năng suất cũng khá là cao, do đó thì cái lượng dinh dưỡng mà cây xoài lấy đi từ đất cũng khá là nhiều. Thì nếu... với những giống xoài từ 5 đến 7 năm tuổi như ở đây thì có thể chúng ta chọn một số công thức phân bón chẳng hạn như là NPK 20 15 năm hoặc là 16 16 8 để chúng ta bón sau thu hoạch và bón nuôi trái ở giai đoạn mà trái đang lớn nhanh, và chọn cái sản phẩm 15 năm 20 hoặc là 3 số 16 gồng TE để chúng ta bón nuôi trái. Mỗi một lần bón như vậy thì tùy vào cái cây chúng ta, cây lớn hay cây nhỏ và năng suất trái vụ trước cũng như năng suất trái các vụ này mà chúng ta kỳ vọng đạt được thì chúng ta bón có thể khoảng 500 đến 500 gram đến 1 ký cho mỗi một lần bón. Lưu ý là chúng ta bón thì chúng ta bón theo hình chữ tán và chúng ta vùi lấp lại và chúng ta tưới nước để làm sao cho dinh dưỡng nó vào trong đất và cây xoài nó hấp thu được. Các nhà khoa học cũng khuyến cáo để cây xoài, trong đó có xoài cát chu, phát triển bền vững thì quá trình canh tác bà con cần chú ý bón phân cân đối, chú trọng bón phân hữu cơ. Giai đoạn sau thu hoạch nên bón các loại phân có công thức lân cao như 16-16-8. Lưu ý bón những sản phẩm phân ít lưu huỳnh. Ở thời kỳ nuôi trái, giai đoạn đầu nên bón phân với công thức 16-16-8 hoặc 20-15-5 cộng TE. Trái thành thục bón 15-5-20. Đặc biệt nếu cây có nhiều giai đoạn trái cùng lúc thì nên bón phân NPK chuyên dùng với tỷ lệ 1-1-1 như 13-13-13, 15-15-15, 16-16-16.
Hiện tại, ngành nông nghiệp huyện Cù Lao Dung đang xây dựng và phát triển mô hình trồng xoài theo mô hình Việt Gáp để nâng cao chất lượng và giá trị xoài, đồng thời từng bước tạo dựng chuỗi liên kết với một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh bao tiêu xoài. Ngoài ra, trong thời gian tới, sẽ hướng đến việc chế biến các sản phẩm từ xoài như chế biến mứt, nước ép, thạch xoài để từng bước nâng cao giá trị thương phẩm cho trái xoài. Thưa quý vị, thưa bà con, theo các chuyên gia ngành nông nghiệp, hiện nay việc phát triển cây xoài cát chu được xem là hướng đi đúng, giúp bà con huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng chuyển đổi cây trồng hiệu quả. Và để cây cho năng suất tối đa, các nhà khoa học khuyến cáo, trong canh tác, bà con cần phải chú ý nắm vững quá trình sinh trưởng của cây, đặc biệt tùy từng giai đoạn mà có chế độ bón phân cân đối hợp lý. Xoài cát chu là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp cho người dân có nguồn thu nhập thường xuyên và ổn định. Các nhà khoa học cũng khuyến cáo, tại những vùng đất Cù Lao, đất đai màu mỡ, bà con cũng cần nắm vững đặc điểm sinh lý của cây, đặc biệt chú ý chọn chế độ chăm sóc phù hợp. Tốt nhất nên bón phân cân đối, thường xuyên sử dụng phân hữu cơ, kết hợp phân bón NPK chuyên dùng có bổ sung trung vi lượng. Bên cạnh đó, nhà vườn cũng cần cân nhắc trước khi chuyển đổi cây trồng với diện tích lớn nên hình thành chuỗi liên kết bền vững giữa khâu sản xuất và thị trường tiêu thụ. Cây xoài, cây nhãn, bất gì cây gì thì mình phải biết phân biệt thế này này. Trái mà nó ra nhiều là trên cái cành gọi là cành bệnh tệ, nó ra từ năm trước. Mà muốn cây cây mà nhiều trái thì phải cân nhiều cái cành, như vậy nó phát tán ra đủ các hướng ánh sáng khác nhau. Nếu mà che đi thì trái nó cũng ít đi. Đấy. Thế nhưng mà muốn được như vậy thì lúc đầu phải bón phân hữu cơ làm nền, sau đó phân hóa học thì phải chú ý là bón cái tỷ lệ đạm cao hơn lân. Đạm độ phải độ 3 lần, lân độ 2 lần, kali có một ít thôi, chưa cần nhiều. Cho đến trước khi ra bông là mình bón theo công thức như vậy. À, thì tôi biết là có bà con bón 20-20-15. 20-20-15 tức vậy là 20% đạm, 20% lân và 15% kali. Thì nói về đạm lân với nhau thì bón lúc đầu như vậy thì được. À, nhưng mà bà con này dùng cái DAP, cái đáp bón đầu. À, bón đầu DAP thì ta biết rằng DAP là DAP tức là hai cái chất thôi. Một là đạm, hai là lân. Mà lân thì nhiều, gần gấp 3 lần đạm. Đạm nhiều nhất là 18%, không thì đến 16%. Còn lân đến 46% lặng. Mà chỉ bón DAP thì cái tỷ lệ lân cao hơn đạm rất nhiều. Như vậy là chưa đạt được cái quy trình để cho có thể là nó đâm chồi được ra nhiều. Mà đáng lẽ ra nếu mình bón DAP thì mình phải bổ sung thêm phân đạm. Mà phân đạm chúng tôi khuyến cáo thì trong cái loại đạm như đạm vàng là vì nó có cái chất làm cho giảm thất thoát đạm và cây sử dụng đạm từ từ, cho nên nếu mà bà con bổ sung cái đạm vàng đó với DAP thì đúng nhất, nhưng mà không có bổ sung thì đấy là một cái nhược điểm. Nhược điểm thứ hai là từ khi mà ra bông cho đến đầu trái mà đến khoảng 2-3 tháng thì chuyển qua phân khác, không nên bà con thì chuyển qua là 20-20-15. Thì nếu mà cái đất này mà mới đầu tiên á, thì cái 15 được, tới kali còn được. Nhưng mà đã khoảng vài ba chục năm trồng liên tục với cái cơ chế thế này á, thì cái kali ít quá. Thế cho nên là có thể là đợt đó anh bón 20-20-15 nhưng mà đợt sau phải chuyển qua cái loại ví dụ là 15-20 để cho kali nó gấp 3, gấp 4 lần chất lân và nó cũng nhiều hơn chất đạm. Thì như vậy là cái trái cây thứ nhất là nó chắc, nó không có mỏng nước, tức là cái ví dụ trái cam thì nó cũng vỏ không có sen mài, mà màu nó rất là đẹp. Cái thứ hai là đường cao, cái thứ ba bảo quản lâu, không hư thối. Chứ nếu mà nhiều đạm quá thì tất cả trái cây gì để vào thời gian đồ sau khi thu đồ 5-7 ngày là bắt đầu chuyển qua là vi khuẩn nó phá là thối. Trần chỉnh đi lại cái trái thì bây giờ là tôi nói tóm tắt thế này: thứ nhất cần thêm phân hữu cơ lúc mới thu hoạch trái, chỉ cần bón một lần cũng được, bón càng nhiều càng tốt, cái là không có hư hỏng gì cả, thậm chí bón 40-50 kg dưới không sao hết. Cái thứ hai
là từ ra bóng cho đến bắt đầu có trái. Và như xoài được khoảng 8 tháng, 7 tháng, 8 tháng mới thu hoạch thì mình chia là thế này. Thì là lúc đầu ra bóng cho đến khi trái non cỡ khoảng giờ nhỏ hơn quả trứng gà thỏ đấy. Thì lúc đấy mình tăng cái kali lên, lân giảm xuống, đạm giảm xuống. Nhưng mà từ độ 2-3 tháng trở đi thì càng phải tăng kali lên nhiều. Đấy, thì tóm tắt bà con cố gắng theo cái hướng như vậy để khi ra mô phân thì mình xem từ làm thế nào để cái phóng mình nó đạt được cái tiêu chuẩn như vậy thì nó sẽ là tốt nhất. Mặc dù đất đây là vẫn còn là đất tốt. Thưa quý vị, thưa bà con, thời gian vừa qua thì chương trình đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của quý vị và bà con nông dân. Để chương trình ngày càng hay hơn và sát với tình hình thực tế sản xuất của bà con trên cả nước, Ban Cố vấn, Ban Biên tập chương trình rất mong sẽ tiếp tục nhận được những đề xuất của quý vị và bà con về các mô hình mới, các cách làm hay, có tính ứng dụng hiệu quả cao trong điều kiện ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Mọi thư từ góp ý, quý vị và bà con hãy gửi về hộp thư canh tác thông minh vtv9a@gmail.com hoặc gọi về tổng đài 1900 1773. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi và chúng tôi cũng chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt. Ngày nay, trồng thanh long, nhiều nhà vườn phải thấp thỏm lo âu vì thời tiết bất thường, bão lũ gây ảnh hưởng năng suất, chất lượng trái và giá bán. Trong bối cảnh đó, giải pháp canh tác thanh long giúp vườn phục hồi, phát triển bền vững sau bão lũ chính là điều mà các nhà vườn hướng đến. Nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình canh tác thông minh tuần tới.